mời các bạn xem phần mới nhất bộ truyện Minh Không đã vô địch nhưng lại thích chơi dơ phần 8 Hãy bấm nút like và subscribe like, ủng hộ kênh mình nhé Cảm ơn các bạn nhiều lắm Tập trước kể tới đoạn, Tử Duyên đã bớp vỡ mảnh ngọc để gọi Nguyệt Thần đến cứu Tần Phong Nhưng sau khi Nguyệt Thần tới Tử Duyên liền muốn chạy trốn Có điều chưa đợi hai người chạy được bao xa thì đã bị Nguyệt Thần bắt lại Khi bắt được Tử Duyên, Nguyệt Thần liền la cho cô nhóc một trận vì dám bỏ nhà theo trai mà trên hết là vì cô nàng dám chơi lớn tới mức chạy qua đất nước của kẻ thù nếu hôm nay Nguyệt Thần không tới kịp thì Tử Duyên ác hẳn sẽ phải đi bán đu đủ. Với sự tức giận của Nguyệt Thần, thì Tử Duyên quyết định đánh chống lảng bằng cách giới thiệu Tần Phong với cô cô. Nàng cho Nguyệt Thần biết Tần Phong chỉ mới 8 tuổi, mà có thể lĩnh ngộ được kiếm ý một cách thuần thục, không những thế cậu ta còn có vô địch kiếm tâm. Nghe giới thiệu tới đây Nguyệt Thần liền nhớ lại cậu nhóc tên Tần Phong này, không phải nó là người đã đào trí tôn cốt của đệ đệ, nên bị cả Tần gia hạ lệnh truy sát hay sao? Trong lúc Nguyệt Thần còn đang suy nghĩ thì lúc bấy giờ Tần Phong liền hỏi, "Tỷ tỷ có tin vào tình yêu xét đánh hay không?" Với câu hỏi này của Tần Phong thì Nguyệt Thần liền chém, thôi đi ông nội ông thích lái máy bay thì có chứ xét đánh con khỉ khô gì. Nghe đáp án quá chính xác từ phía Nguyệt Thần thì Tần Phong cũng đáp đúng như lời tỷ tỷ nói, khi lớn lên ta nhất định sẽ cưới tỷ tỷ làm nương tử. Lúc nghe thấy lời này Nguyệt Thần khá là thích thú, còn Tử Duyên lại vô cùng cay cú. Má nó thật chứ ta bỏ công ra cứu ngươi, mà ngươi lại để ý tới cô cô của ta. À? Khi bọn họ còn đang nói chuyện ngon lành thì lúc bấy giờ Tần Thiên cũng dẫn theo người của Tần gia đi tới nơi này. Lúc tới đây Tần Thiên không ngừng nháy mắt để ra hiệu cho Tần Phong, ông ta muốn kêu tần phong hãy trở về bên mình nhưng với hành động nháy mắt của tần thiên thì tần phong lại nghĩ ông bố bị bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu thế nên tần phong lại càng cay cú hơn ui ông nội này sớm không đến muộn không đến canh ngay lúc ta ôm được đùi chị đẹp thì đến dù rằng nghĩ thế như cu cậu vẫn làm bộ làm tịch mà nhào lại ôm nguyệt thần và bảo là mình sợ hai thanh niên này cũng biết tận dụng thời cơ quá rồi nha trước thái độ của thằng con ông bố cũng thức bỏ mẹ như không làm gì được có điều trong lúc ông bố còn đang cay cú thì lão tổ tần gia liền lên tiếng chém tần phong hãm hại huynh đệ nên hôm nay tần gia muốn bắt nó trở về mong nguyệt thần hãy nể mặt chó của ta mà giao tên đó ra lúc nghe thấy lời này thì bấy giờ Tử duyên liền lên tiếng muốn đánh thì đánh đại đi chứ cướp chồng của bà là có chuyện à với lời chém gió đó thì nhóm người của nguyệt thần lão tổ và tần thiên cũng hú hồn không thôi khi thấy bộ mặt của ba người thì tử duyên thấy mình nói có cái gì đó hơi sai sai thế là vô nàng liền đính chính lại ý của ta nói là các ngươi không được cướp tần phong cậu ta thuộc về nguyệt thần cung các ngươi hãy mau cút đi, phát biểu xong thì cô nàng liền quay về phía Nguyệt Thần mà đã lông nheo ra hiệu. Trước thái độ của đứa cháu bà cô cô này cũng bó tay luôn. Mới từng tuổi này mà mê trai dễ sợ. Có điều Nguyệt Thần cũng thầm nghĩ con nha đầu này vì Tần Phong mà bớp vỡ mệnh bài, nên lần này ta không cứu Tần Phong át hẳn con bé sẽ rất đau khổ và ảnh hưởng tới con đường tu luyện của nó. Với lại thằng nhóc con này thực lực lại vô cùng mạnh, so với tóc thiên tài mà ta biết thì nó nổi trội hơn nhiều. Do nghĩ thế nên Nguyệt Thần liền nhìn về phía lão tổ của Tần gia và nói méo, "Ta không đưa thì Tần gia các ngươi làm khỉ gì được ta?" trước thái độ của nguyệt thần thì lão tổ tần gia liền chém nếu ngươi ngoan cố thế thì ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của ngươi nghe thấy lời gia ra nói thì tần thiên liền muốn gồng năng lượng lên và chuẩn bị sử dụng đòn kame Ha có điều chưa đợi cậu ta đánh đấm gì thì lão tổ liền quất cho tần thiên một tán vì tội ngu đánh xong ông ta cũng liền bảo tần phong nó theo nguyệt thần về âm nguyệt hoàng triều thì không phải quá tốt sao với lời nhắc nhở từ lão tổ thì tần thiên thấy cũng có lý nhưng ổng cũng còn khá cay cú vì nguyệt thần dám khi dễ mình hơn hết nhóm người của triều đình và con cháu tần gia vẫn còn đang theo dõi nếu không làm gì hết thì ắt hẳn sẽ bị người khác nghi ngờ trước nghi vấn của thằng cháu thì ông lão tổ liền nháy mắt và bảo con hãy xem ta thể hiện nè và khi thấy màn thể hiện của lão tổ tần thiên cũng hú hồn chim én cái này cũng quá rồi cha nội ơi lúc nãy con tạo quả cầu nhỏ chiếu mà ông còn bảo là quá còn quả cầu này mà đánh chúng thì bọn họ chỉ có nước đi bán đu đủ có điều mọi việc không phải như tần thiên nghĩ vì khi quả cầu vừa đánh tới chỗ huyền vũ thì bất ngờ đã biến mất và cùng với sự biến mất của quả cầu thì lão tổ đã bắt đầu diễn kịch Tên khốn kiếp Tần Phong kia, ngươi dám sử dụng xuân dược để nhằm hãm hại chúng ta sao? Mau rút anh em ơi." Khi nghe thấy lời lão tổ nói thì binh lính của triều đình cũng liền tá hỏa mà chạy, vì không khéo tóc yêu thú trong rừng nổi loạn vì xuân dược, tới lúc đó thì bọn ta phải tạch như chơi. Cũng nhờ màn diễn xuất thần sầu này của lão tổ Tần gia mà nhóm người của Tần Phong đã an toàn trở về Nguyệt Thần cung. Khi về tới nơi này Tần Phong cảm thấy rất là đu đưa, vì xung quanh cậu ta có rất nhiều đại tỷ có tâm hồn thật đẹp. Đứng trước những kỳ quan thế giới này thì Tần Phong cũng quá cảm động, thế là nước mắt đổ ra từ mũi liên miên không dứt trong lúc tần phong còn đang phê lá đu đủ thì bấy giờ nguyệt thần cũng lên tiếng nói tần phong à bây giờ ngươi có chấp nhận gia nhập vào nguyệt thần cung chúng ta hay không nghe câu hỏi đó thì tần phong liền bảo tất nhiên là phải gia nhập rồi với lại đại tỷ cứu ta thì theo nguyên tắc giang hồ ta phải lấy thân báo đáp cho tỷ trước những lời thả thính thần sầu của tần phong thì nguyệt thần khá là thích thú và liền trao cho cậu ta danh phận thần tử của nguyệt thần cung với lại từ đây về sau việc tu hành của thần tử và thần nữ sẽ do đích thân ta chỉ dạy lúc nghe thấy lời này tần phong liền sướng như điên có thể ở cùng với một đại tỷ xinh đẹp như Nguyệt Thần thì còn gì bằng. Thấy được vẻ mặt dâm dê vô giáo dục, dụ dỗ vợ giáo viên của Tần Phong, thì Tử Duyên rất là cay cú và liền muốn đánh cho cậu ta một trận. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, thì Tử Duyên đã nắm tóc của Tần Phong lôi về chỗ ở của mình, mà lý do là vì Nguyệt Thần quá bận không thể chăm sóc được cho cậu ta. 7 năm sau, lúc bấy giờ Tần Phong đang luyện công, ở phía sau núi và xung quanh cậu ta có rất nhiều đại tỷ xinh đẹp đang dò ngó. Do bình thường rất khó nhìn được trai đẹp, khi gặp thì họ phải tranh thủ, có điều để được nhìn Tần Phong tắm cũng không phải dễ đâu nha, vì lúc bấy giờ con thỏ đi theo cậu ta cũng đã nhảy ra và tiến hành bán vé cho các đại tỷ. Mỗi một tấm vé thì chỉ có thể xem 5 phút. Trước câu chào hàng này của thỏ thì các tỷ muội của Nguyệt Thần cung không ngừng tranh giành với nhau. Do thấy vụ làm ăn này ngon, thế là con thỏ lại lấy cái quần tả loãng của Tần Phong ra và bán với giá 20 linh thạch. Nghe thấy lời chào hàng đó thì hai cô đại tỷ liền quyết định mua ngay và luôn, không những thế còn khen con thỏ không ngớt nữa chứ có điều do con thỏ này chơi dơ quá nên bị nghiệp quật, lúc bọn họ giành giật với nhau thì đã đẩy bé thỏ văng xuống sông. Ở bên chỗ của Tần Phong, khi cậu ta đang tắm, thì bất ngờ có người đánh lén và người ra chiêu đó không ai khác chính là Tử Duyên. Khi thấy Tần Phong dễ dàng đỡ được chiêu kiếm mạnh nhất của Tử Duyên, thì Nguyệt Thần liền khen ngợi không thôi. Kiếm ý và kiếm tâm của nhóc càng lúc càng lợi hại hơn đó nha. Trước lời khen ngợi của Nguyệt Thần thì Tần Phong liền chém gió, tất nhiên ta phải mạnh để tới nữa còn gả cho Nguyệt Thần tỷ tỷ nữa chứ, không thôi là ở giá chết mẹ. Nghe thấy lời này Tử Duyên vô cùng cay cú, và liền tống cho Tần Phong một đạp mém á thở. Có điều dù Tần Phong bị té sấp mặt nhưng vẫn không quên thể hiện phong thái cung ngầu, và với một màn thể hiện của Tần Phong, thì các cô tỷ tỷ ở Nguyệt Thần cung liền dụng chứng đứa đưa đứa. Đứ. Với màn thể hiện của Tần Phong thì Tử Duyên lại càng cay cú hơn, thế là liền chửi cậu ta một trận, vì người xinh đẹp ve kêu như mình Tần Phong lại không để ý, hà có gì mà cứ nhắm vào cô cô cơ chứ? Với những lời trách móc của Tử Duyên thì Tần Phong cứ làm như méo nghe. Không những thế cậu ta còn không ngừng tạt nước cho cô nàng bị ướt nữa chứ. Trước màn chơi ngu này của Tần Phong thì một lần nữa Tử Duyên lại cay quá cay, thế là cô nàng liền nhào xuống muốn chơi khô máu với cậu ta. Trong lúc hai người đang đùa giỡn thì bấy giờ Nguyệt Thần cũng lên tiếng, ba ngày sau chính là cuộc thi khảo hạch tử thần của Âm Nguyệt Hoàng Triều, ngươi có muốn tham gia hay không? Với câu hỏi đó của Nguyệt Thần thì Tần Phong khá là đu đưa, nhưng chưa đợi Tần Phong trả lời, thì Tử Duyên liền bảo Tần Phong đã là thần tử của Nguyệt Thần cung, thì cần gì phải tranh ngôi vị thánh tử của Âm Nguyệt Hoàng Triều làm gì cơ chứ? Để giải đáp thắc mắc của Tử Duyên thì Nguyệt Thần cũng liền bảo, thánh tử của âm nguyệt hoàng triều tương lai có thể trở thành thánh quân vì thế nếu tần phong đạt được thì nguyệt thần cung chúng ta sẽ càng lớn mạnh hơn nữa tuy rằng biết lợi ích to lớn nhưng tử duyên không muốn tần phong tham gia vì lo cho an nguy của cậu ta do thấy tử duyên quan tâm cho mình tần phong cũng thầm nghĩ vợ à vợ không cần lo quá đâu ta phải tham gia để cho giang hồ trầm trồ chơi với lại điểm phản diện của ta cũng đã sắp hết rồi nên ta phải tranh thủ mới được khi tần phong nghĩ tới đây thì bất ngờ tử duyên thấy có cái gì đó giống như con rắn đụng vào người mình thế là cô nàng liền la lên với lời này của cô nàng thì tốt tỉ muội trốn trong bụi cây cũng liền xuất hiện để xăm soi không những thế con thỏ cũng tham gia vào vụ này nữa chứ khi phát hiện bọn này đang soi mói mình tắm thì tần phong đã làm ra vẻ mình rất oan ức vì bị nhiều người theo dõi để trừng phạt bọn họ nguyệt thần cho tần phong cầm roi quất các cô nàng mỗi người chín roi ba roi đầu không hỏi đánh bọn họ xong tần phong liền ra lệnh lần sau không được ngắm nhìn ta nữa đâu đó nha trước sự dễ dãi của tần phong thì nguyệt thần cảm thấy cậu ta quá dung túng cho thuộc hạ có điều đối với tần phong các cô tỷ tỷ chỉ theo phong trào mà thôi người thật sự đáng bị đánh chỉ có một nói xong tần phong liền nhìn về bé thỏ sau đó đã nắm lỗ tai nó lên mà nhéo liên tục đánh con thỏ xong tần phong muốn xin đi về nhà để chuẩn bị cho cuộc khảo hạch nhưng chưa đợi cậu ta đi đứng được gì thì bất ngờ có người lên thông báo ở ngoài điện có người tự xưng là môn sinh thiên tử đại hạ muốn đấu với thần tử một trận